Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chiến góp nhận 10 token cần có ký hiệu là Rijuto. Một token cần này chạy trên nền tảng của các bạn Cardano các bạn. Hiện tại token cần Cardano này là 1.64, đã list trên nhiều sàn giao dịch lớn các bạn, như là sàn Binance, Huobi, UKET này nọ đâu các bạn. Các bạn chờ xíu các bạn. Và list sàn KuCoin nè bạn, list những sàn lớn không các bạn. Thì cái đồng coin này nó phát hành, vừa mới phát hành ra nó sẽ cho các bạn đăng ký nhận BRI 10 token và có cơ hội tham gia danh sách trắng nhà để mua token VSEL dưới giá VSEL các bạn. Nó có chương trình qua Tulip các bạn. Thì đầu tiên các bạn click phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản nha. Feed name, dat name là cái ghi họ và tên các bạn. Quỳnh Văn Anh, cái này tên không quan trọng mà quan trọng là cái email của mình, các bạn đăng ký nha các bạn. Anh Văn Quỳnh rồi cấp cha thì 6.4/10 nha các bạn. Cảm ơn lưới cấp cha các bạn. Rồi các bạn bấm vào sign up and sau này nó sẽ ra một cái ví, cái này là tôi cần của một cái ví, sau nó cũng như tương tự như là cái ví Safiban này đó các bạn. Rồi các bạn bấm sign up and request. Sau khi các bạn bấm sign up thì nó kêu các bạn về, báo các bạn vào mail complete các bạn, thì các bạn mở địa chỉ email của mình ra nha. Rồi nó gửi về một cái mail hộp thư chính nha các bạn. Các bạn chờ chỉ được một phút nữa các bạn. Gửi về rất là mau luôn. Rồi các bạn mở cái email ra các bạn. Các bạn bấm vào verify email các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 10 token có hiệu V2V các bạn. Khi complete thì email thì các bạn đăng nhập được cái mật khẩu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào finish research lên nè. Đó, như vậy là mình đã nhận được 10 token có ký hiệu là token đang bán VSEL nè các bạn. 10 token Rijuto nè các bạn. Đây là link ghép của tất cả các bạn nè các bạn. Và các bạn có cơ hội tham gia danh sách trắng để tới ngày 18 tháng 5 các bạn sẽ có cơ hội mua được token VU này với giá VSEL giá rẻ nhất nha các bạn. Để cho các bạn ít 10 ít trong tài sản các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận 10 token review trên đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nhé.